quá tốt rồi, nó quá ok rồi, nhưng mà Như thích nhất là cái cách phục vụ. Xin chào mọi người, thì trước mặt mọi người đây là chị Quỳnh Như, thì là bên chị, anh chị là chuyên bên mỹ phẩm Đông Anh, thì và cũng là một YouTuber. Thì nếu như chúng ta có theo dõi các chương trình của anh chị thì chắc chúng ta cũng sẽ gặp mặt anh chị rất là nhiều. Thì hôm nay thì mình có dịp là mình đi qua đây để mình có công việc, cho nên là mình cũng ghé thăm anh chị, rồi là luôn tiện để setup sơ qua lại cho anh chị một chút luôn. Cho nên là bây giờ thì chị đã test xong rồi, thì chị cho em xin một số cảm nhận của chị khi chị ca từ âm thanh và trải nghiệm như thế nào ạ? Đầu tiên thì khi mà trải nghiệm cái âm thanh đó thì ông xã của mình mua cái loại lo là lo gì? Loa bôi. Loa bot đó, người ta hay gọi là loa bot đúng không? Đúng rồi. Thì cái dàn âm thanh này thì mình không biết là ông mua bao nhiêu tiền, nhưng mà khi mà mình được xuống chỉnh âm thanh thì mình nghe ca nó rất là hay. Và đây là lần thứ hai bên đội của anh xuống hỗ trợ cho Như, thì Như cảm thấy là rất là ok, rất là nhiệt tình luôn. Và Như mua thì ở tận Sài Gòn lận, và các anh phải đi từ thành phố Hồ Chí Minh đi xe xuống đây để mà bảo hành cho Như, cũng như là chỉnh sửa âm thanh. Và các anh đã chỉnh một lần rồi, xong rồi là Như ca rồi, nhưng mà chưa có hài lòng lắm, thì Như có alo lên thì các anh vẫn đi xuống và bảo hành cho Như rất là ok, rất là tốt. Nói chung về tất cả từ âm thanh thì nói chung là nó quá tốt rồi, nó quá ok rồi, nhưng mà Như thích nhất là cái cách phục vụ, cái cách chăm sóc khách hàng và cái cách mà nhanh gọn của đội ngũ ở đây thì rất là ok. Như hài lòng cái đó và rất là tôn trọng khách hàng và luôn luôn là giải quyết những cái vấn đề của khách hàng rất là nhanh chóng, thì cái đó là cái điều mà Như thích nhất. Và Như cũng cảm thấy là nói chung là rất là hài lòng với dịch vụ của bên anh là gì nha? Dạ, bên anh Thiên Vũ Audio. Bên Thiên Vũ Audio như mọi người, tại vì là ông xã mua cho nên là Như cũng không có nhớ cái tên, nhưng mà Như chỉ nhớ cái sự là phục vụ rất là tận tâm thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, và nếu như mà mọi người có nhu cầu mua về âm thanh hay là karaoke thì Như nghĩ là đây cũng là một cái địa chỉ đáng để tin tưởng, và mọi người hãy thử đến để mà cảm nhận và được tư vấn nha. Cảm ơn mọi người. Rồi thì một lần nữa thì em cũng xin thay mặt cho Thiên Vũ, rồi cũng cảm ơn anh chị đã tin tưởng và ủng hộ. Chúc gia đình anh chị luôn bình an và hạnh phúc. Cảm ơn. Chào mọi người. Chào mọi người, bye bye.